Sáng nay, tỉnh ủy Long An tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Phan Thanh Hòa. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Chân Nọ, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Lê Quốc Cấm, Bí thư quyền quỹ Cần Đước Nguyễn Tuấn Thanh đến dự. Đảng viên Phan Thanh Quà sinh năm 1932, tham gia cách mạng từ năm 1947, kết nạp đảng ngày 1 tháng 12 năm 1950. Đảng viên Phan Thanh Quà đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Ở cương vị nào, đảng viên Phan Thanh Quà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được đảng nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý như quân chương chiến sĩ giải gian hạng 3, quân chương kháng chiến hạng 3, quân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, huy hiệu thành đồng tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Giang Nọ chúc mừng đảng viên Phan Thanh Hòa cùng gia đình, đồng thời mong muốn đảng viên Phan Thanh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.